Khi mà trước khi Ni Sà đi ra khỏi cửa thì mình mê đang lùi xe ra ngoài thì đi ra giữa đường rồi cứ nghe thấy có tiếng gọi excuse me, xin lỗi, hello hello, bà kêu rầm lên. Ni Sà bảo ủa không phải gọi mình không, quay đi quay lại nhìn thấy bà cụ bà mới vẫy Ni Sà xuống, bảo ta gọi mày mãi mà mày không nghe thấy. Bảo chứ xin lỗi bà, tại cháu đang mở nhạc to quá nên cháu không nghe thấy, cháu không biết. Thế là Ni Sà mới xuống xe, bà ấy bảo mày vào đây giúp tao. Thế là Ni Sà mới xuống xe, Ni Sà mới bà ấy ở đằng trước cửa nhà Ni Sà này thì bà ấy già lắm rồi. Thì bà Ni Sà mới xuống xe hỏi có gì không, thì bà ấy bảo là cô làm ơn nhấc chồng tôi lên để cho ông ấy phụ ông ấy dìu ông đi vào trong nhà, tại vì tôi đang chờ con tôi nó về, nó đưa đi bác sĩ mà gọi phone chúng nó không thấy đâu cả. Thế Ni Sà mới vội vàng Ni Sà chạy xe vào trong cái sân của bà ấy, xong Ni Sà thấy ông đang ngồi đó. Thế là mình mới bà ấy nhấc ông lên thì hai ông bà béo lắm, người Tây mà hai ông bà rất là béo. Thì Ni Sà mới bảo thế ủa thế 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 con ông bị như này sao bà không đưa đi bệnh viện, thì ông gọi gọi xe cứu thương hay này taxi gì đó. Thì bà ấy nói là không, tôi đang gọi cho mấy đứa con tôi. Bây giờ nhìn thấy cảnh ấy mình thấy bồi hồi quá, mình cứ đứng mình nhìn thôi. Nhưng mà khi mà Lê Sáu cúi xuống nhấc ống lên thì bà ấy một bên, Lê Sáu một bên, một hai ba nhấc ống lên, vừa mới nhấc ống lên thì cái quần ống tụt xuống. Là bà lại cúi xuống bà kéo quần ông lên. Thế xong rồi kéo quần ông lên thì bà giữ không được, hết đi được vài bước thì phải hai người hai bên, xong rồi ông ấy lại lại bám vào cái xe xe đẩy xe để trụ trợ sức cho ông đi á. Thì bà ấy đứng bên kia, Lisa sẽ đứng bên này, thế là hai người dìu dìu ông đi vào trong, đi được hai ba bước ông quần ông lại tụt xuống. Xong bà ấy mới bảo chứ làm sao mà quần mày cứ tụt xuống như thế này. Bà ấy bảo ông hỏi ông chồng vậy, xong rồi ông chả biết ông nói gì, tại vì ông ấy đi không nổi nữa rồi mà nói cũng không ra hơi nữa rồi nên sao cũng chẳng hiểu ông nói. Mới lại ông bà này không phải người người nói tiếng Anh, cái người giống như là người ở đâu ấy, thế sao mới cái dạng người giống người Ý hay người 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 gì ấy, đại khái là vậy. Thế thì cứ cứ đi vài bước quần ống lại tụt xuống, xong bà lại kéo lên. Bà thì cũng không có đi được nhanh nhẹn đâu, bà ấy cũng cái dạng như là đi cũng phải dùng cái xe đẩy đó, cái xe để chở chở sức đó. Thì hai ông bà rất là yếu rồi mà già rồi, thì Lê Giang mới mãi sau mới 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 dìu được ông vào trong cái nhà xe. Xong rồi bà ấy vô chứ, xong Ni Sà mới hỏi thế sao bà không gọi gọi cho taxi hay là Uber ấy để nó chở chở ông đi, hay là gọi xe cứu thương ấy. Bà ấy bảo chứ không cần không cần, tôi đang 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 gọi cho con tôi mà gọi chúng nó ba thằng con nó không có đứa nào nó nghe phone cả. Thì bà ấy nói như vậy thì Ni Sà thấy mình cứ đứng mình nhìn hai ông bà thôi, mình cảm giác là cuộc sống thật là sau này mình cũng con người mà sau này cũng sẽ như vậy, nhưng mà không sống ở cái đất này. Ý Ly Sả nói là ở cái đất này đấy, hàng xóm láng giềng thì không ai biết và ai vào với ai cả đấy, cứ ngồi hai vợ chồng cứ ngồi ở ngoài cửa đấy chờ
rồi gọi đứa con, gọi chẳng mấy thằng con mà chẳng có thằng nào nó nghe phone, nó trả lời ông bà cả, rồi á cũng không dìu được nhau lên, lên xào vợ chứ, rồi đó đó thế này cuộc sống như thế này gì như thế nào đấy, lên xào vợ chứ, chắc cái kiểu này á ít nữa mình già mình phải về Việt Nam sống quá à, không không biết là cái kiểu gì. Xong rồi hai ông bà đi vào ấy thì bắt đầu bà đi ra bà lại gọi phone cho đứa con, bà tìm mãi và không biết là ta để cái số phone để đâu, rồi cứ từ từ đi từng bước một, mình thấy xót, thấy nhìn thấy cái cảnh đấy mà mình buồn buồn dễ sợ luôn. Cái hàng xóm ở đây thì các bạn có biết không, cả ngày không thấy có một người đi đi qua, cũng có nhưng mà đại khái là sáng này ra chúng nó đi học hay là cái gì đấy, ở gần đây có trường học mà. Nhưng mà lên sao cảm giác là ở cái đất hải ngoại này những cái ông bà già khổ quá. Như là ví dụ như ở Việt Nam thì ít ra cũng còn có hàng xóm láng giềng hay là có người này người kia đúng không các bạn, ít ra thì chết cũng còn biết, chứ ở đây nhiều cái cảnh á chết không biết, chết ở trong nhà mà nhiều người không biết đó. Thì nên sản mới kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện thương tâm như vậy, ý lý sản nói là ở cái đất này nó những người già rất là khổ cô đơn. Mời nhà phụ nuôi nên xem có ai vào nói chuyện không đó. Cho nên các bạn nào mà cuộc sống mà đã ổn định rồi ấy, thì mình đừng có mơ đi đi hải ngoại làm cái gì, sang bên này ấy, tiếng tăm không biết đúng không, rồi tiếng tăm thì không biết, xong rồi công việc thì mình làm cái gì ở Việt Nam, ví dụ mình có tiền đấy, mình còn này kia át đỉnh mãi mà chưa được vậy. Cho nên giống như là sang đây này bắt đầu lại từ đầu ấy, cho nên nó không phải đơn giản như nào những mọi người nghĩ đâu. Những cái người ngày xưa ngày xưa đấy sang đây á, giống như cái những cái người mà ba que chạy qua đây này, rồi là những cái người như tầm ly xà đi á, thì cái thời gian đó thì còn còn ok. Ly xà về nước sao không kể cho bọn ba que biết Việt Nam có sắp chết chưa, sao mà tụi nó xuyên tạc ghê quá. Nói nó không có tin đâu, mình về Việt Nam mình đi đâu mình cũng post lên rồi đủ các thứ cho mọi người đấy, nhưng mà đâu có, chúng nó đâu có nghe đâu, chúng nó nói là mình nói xạo, mình lừa bịp, rồi mình cái gì tuyên truyền, nó đâu có nói đâu, nó đâu chịu tin đâu, cái bọn ở bên này nó như thế mà. Cho nên là tiếng Anh á thì chúng nó không hiểu, chúng nó chẳng bao giờ chúng nó xem tin tức của đài hàng ngày nói tivi này kia các thứ, hàng ngày nói những cái gì có những cái chuyện gì tai nạn hay là cái gì á, nó không bao giờ nó xem cả, nó chỉ có ngóng, nó đọc đọc báo Việt Nam thôi. Đọc báo Việt Nam ấy thì những cái báo đấy nó toàn xuyên tạc ra ở Việt Nam thế này cái kia, xong nó chỉ nhìn vào những cái xấu của Việt Nam thôi, chứ nó không có nhìn vào những cái đẹp, những cái đổi mới từ từ cái ngày mà mình phải đi bộ, muốn có một cái xe đạp đó, đi còn khó khăn đúng không? Cái thời xưa trời ơi, bố Ly Xà mua cái năm ấy Ly Xà bao nhiêu, 10 tuổi thôi, bố Ly Xà mua cho một cái xe đạp mini màu hồng ấy, có cái giỏ đằng trước ấy, rồi ơi sướng thấy ông bà ông vải luôn, thích lắm, có cái xe đạp đi cũng là sung sướng cái cuộc đời rồi, mặt vênh lên như là cái đĩa cái bánh bị xăng vành ấy. Thế mà bây giờ các bạn thấy đi ra ngoài đường đếm xem được cả ngày được bao nhiêu cái xe đạp, người ta đạp xe đạp đúng không, từ những cái đấy chúng nó không nhìn vào những cái đấy mà chúng nó chỉ nhìn là những cái tai nạn xe cộ này,
rồi cái gì rồi những cái gì mà xấu nhất ở Việt Nam bắt đầu nó con người ấy lừa nhau ấy, nên sao nói thật chứ người Việt Nam mình đi đến đâu là gian đến đấy à? Nói thẳng một câu như thế, ở đâu có đầu đen ở đó có gian lận, mà gian rất là hay cơ đúng không? Mà bên này ai mà không gian, như sao đã nói nhiều lần rồi, thằng nào mà không gian còn bảo nhau gian nữa đúng không, làm ơn đi công các bà. Rồi suốt ngày cứ ai ở đây động nói bắt đầu quay ra, sao mày không về về Việt Nam mà sống đi, nghe nó lộn ruột. Mình đi để mình xây nhà mình, mà mình mang tiền mình xây nhà mình mà do bảo mình đi về, đi về làm gì ngu thế. Nó cho mình vào đây đâu phải tự nhiên nó cho mình vào đâu, nó đã phải phá tan cả cái quê hương đất nước nhà cửa mình ra, tan lanh tanh bành ra rồi nó mới bồi thường, nó mới cho người về người tị nạn vào đây chứ không tự nhiên nó cho, ngu. Đúng không? Còn ai mà không muốn sang nhà giàu ạ? À? Nhà giàu thì ai mà không thích? Thế nhưng mà trong cái sướng nó phải có cái khổ chứ, như là Ni Sà vừa mới nói đấy. Nhiều cái ở bên này á, sống các bạn cứ thử một ngày không nói, không năng gì xem, là không nói chuyện với ai hay là không làm cái gì, không đi được đến đâu. Các bạn thử suy nghĩ xem là mình sống như thế nào. Đúng không? Ở Việt Nam nghe như bố Ni Sà mắt rất là kém, nhưng mà ông cứ khạnh khạng ông đi, thằng nào giỏi thì đâm vào ông đi, bố mày cứ ở giữa đường bố đi đấy. Nhiều khi đi hai ông bà đi đèo, đi đưa nhau đi nhảy xong rồi mấy ông bà già đâu có thèm đội mũ đâu. Ngày xưa từ xưa đến nay là ông không đội mũ, công an bắt lại bảo tao 70 80 tuổi rồi chết thì thôi, cứ như thế thôi, rồi công an người ta cũng đâu có phạt đâu đấy. Nói thì nhiều khi về Việt Nam nghe bố Ni Sà kể chuyện buồn cười lắm. Rồi mấy đứa em nó bảo chứ bố nổi tiếng lắm, đi cứ khạnh khạng này còn đi ngược chiều nữa. Xong rồi công an nó ra bảo bố ơi bố đi gọn vào để cho con làm việc. Đấy, các bạn thử suy nghĩ xem nếu như ở cái đất nước này có được như thế không? Đó, vừa đi á, nên nhớ rằng á, vừa đi bộ vừa đi sang đường mà vừa cầm cái phone nghe đấy là bị ăn một cái giấy phạt nhá. Hôm qua Lê Sà đi chợ có khi Lê Sà nghĩ là sẽ bị một cái giấy phạt, tại vì á Lê Sà đi vào cái con đường đấy thì có một cái xe, nó xe BM mà nó chuẩn bị không biết nó có ra hay không, nhưng mà có cái người đứng ở bên cạnh đó thì có một cái xe đỏ nó đợi ở đó để vào cái chỗ đó, vào cái xe chỗ cái ông đang chuẩn bị ông đi ra, nhưng mà ông đứng ở giữa ngoài cái xe chứ ông không ở trong xe. Thì cái bà xe đỏ đấy thì cứ nghĩ là ông ấy chuẩn bị ra cho nên mới đứng đó để đợi đợi cho ông đi ra. Thế là Lisa chạy tới thì có một người đi bộ qua đường cầm mấy chìa khóa, thì Lisa mới dừng lại một tí để cho ông ấy đi qua, đi sang cái đường để đi vào xe của ông ấy. Thì ông trèo lên xe, ông re ra thật, ông đi. Thì Lê Sào đứng đấy. Thế nhưng mà hai cái xe đấy nó block luôn cái đường, nó làm cho tắt cái đường đường đó, ở người đằng sau không có đi qua được. Ta bấm còi ầm ĩ lên. Thì cái xe kia nó đợi cái xe BM ấy, thì nó lại lại vít còi ly xà, nó nói là cái chỗ này của tao, có nghĩa là nó đòi vào cái chỗ đó. Thế nên sao ok thế cho mày đi, thế nên ra đi. Thế nên rằng nghĩ rằng á, hôm qua là có khi là mình bị ăn một cái giấy phạt rồi, tại vì cái chỗ đấy nó không cho đứng đợi, có chỗ là phải chui vào ngay, nhưng mà hai cái xe xe của Ni Sà và cái xe bên cạnh không biết xe nào bị ăn giấy phạt đó. Thế sang nghĩ là thôi thế nào mình cũng có một cái giấy phạt ngày mà mấy hôm nữa rồi. Cho, còn đi qua đường á, mà ở trên trung tâm thành phố hay là những chỗ nào mà mình vừa đi vừa nói chuyện phone nhá, chưa nói là ngồi trong xe đâu nhá, ngồi trong xe đó cái phone để bên cạnh không được động tay vào,
Nếu mà nó nhìn thấy mình động tay vào cái dùng cái phone đấy là nó phạt mình á. Còn nó đi bộ qua đường á, mà cầm phone vừa đi vừa nghe đó là sẽ bị ăn một cái giấy phạt nữa. Nên không phải đơn giản như như ở Việt Nam á, như là như sao vừa nói bố lên già đi ngược đường công an giao bảo bố ơi, bố đi đi gọn vào để cho con làm đó, làm gì có cái vụ đấy. Rồi á, ngồi trong xe thì chẳng có thằng nào seat belt cả, không có thằng nào cài dây an toàn cả. Những cái ông bà già đi xe máy không đội mũ đâu có bị phạt đâu đó. Ở đây á, luật là luật, không có tình nghĩa gì hết. Mày làm sai là tao phạt mày. Nên nhiều khi mới lại hơn nữa, Việt Nam mình nói chuyện đều với nhau xong rồi cứ ỉ ôi làm ơn rồi này kia các thứ, bắt đầu phạt nó thì bắt đầu nó sai xong phạt nó xong bắt đầu nó trước tiên là năn nỉ ỉ ôi, năn nỉ không được là rúi tiền mà ví dụ như là không được nữa thì quay ra chửi nhau đúng không. Thế đàn mẹ nào cũng cái người công an cũng bị chửi rồi, nếu ly già là công an cái kiểu như thế thôi, tao tao cũng lấy tiền của mày đi, mày mày đưa cho tao thì tao lấy, tao cũng được mà mày cũng được, đàn mẹ nào cũng bị chửi rồi. Đúng không? Ok, bây giờ sang đây trời ơi nhà bây giờ đắt lắm, bây giờ muốn mua được một cái nhà phải trong tay phải có mấy trăm ngàn tiền ở đây, rồi có công ăn việc làm thu nhập cao thì may ra nó mới cho mua. Giờ mua nhà không đơn giản đâu, không như ngày xưa nữa đâu các bạn. Cho nên là nếu mà mình ổn định mà mình có nhiều nhiều tiền, mình ở Việt Nam mình nghĩ một cái gì làm ăn ấy, bây giờ ấy, thời buổi bây giờ ấy, làm ăn rất là dễ. Ví dụ mình mở ra một cái cơ sở, mình chỉ cần một cái gì lấy được cái lòng tin của người ta, chẳng hạn như mình làm ăn nó sạch sẽ này, ví dụ bán hàng ở bên ngoài tiệm ăn ấy, thì làm cho nó khang trang, cho nó sạch sẽ nhìn ấy. Hay là mình bốc đồ ăn, mình chịu khó mình đeo cái găng tay vào rồi mình, tại vì bây giờ mọi người cũng khá giả rồi, cho nên người ta ăn uống người ta cũng cẩn thận lắm, cho nên là những cái người đó làm ăn thì nên nhìn cho nó đẹp mắt đi thế thôi. Còn mới lại thực chất là mình ngồi mình bán hàng ấy, thì mình nên thà một tí thì khách nó sẽ quay lại, chứ đâu có như những người bán ở vỉa hè, nay người ta bán chỗ này ngày mai người ta bán chỗ kia, cho nên khách nó không biết. Thì những cái người đó là những cái người hay lừa lừa khách hàng nhất đúng không các bạn. Bởi vậy cho nên Lisa rất ủng hộ là dẹp những cái người bán rong để cho người ta vào cái nơi đàng hoàng người ta làm ăn, chứ không nó cứ lừa đảo khách. Chứng đi xà về Việt Nam đôi khi cũng gặp chứ không phải là không gặp, nhưng mà cái cảnh đấy thì mình cũng không trách được, tại vì nên xà nói thế đủ rồi. Ok vậy đi nha các bạn, bye bye nha.